Sau nụ hôn đầy ngượng ngùng của cả hai, Hùng và Quyên một lần nữa lại tạo ra cho mình những khoảnh khắc không thể bối rối hơn trong trò chơi bịt mắt tỏ tình với bàn tay mà mình cảm mến. Bây giờ cảm nhận đúng không? Nghĩa là bàn tay của anh Hùng. Rồi, rồi em mới nói lời tỏ tình với Hùng. Đây cũng không phải là một cái lời tỏ tình gì mà quá sâu sắc, nhưng mà em muốn anh cảm thấy thoải mái hơn. Tại vì cảm xúc có thể chỉ có một lần, nên tiếp xúc với nhiều bạn nữ chứ đừng nên kiểu rụt rè quá. Ok, ok. Và bàn tay này không phải. Không, nhưng mà em đã chọn rồi. Không, nhưng mà số 2 không phải bàn tay này. Ok, anh cảm ơn em. Không anh ạ. Em biết mà. Em cứ thoải mái. Sao? Em cảm thấy bàn tay lúc nãy em nắm vai của anh Hùng. Nhưng mà em vẫn muốn gửi cái lời đó cho anh. Cảm thấy thoải mái, anh đừng có kiểu như áp lực. Vì em nghĩ nếu mà kiểu như bây giờ mình cũng có thể bắt đầu có tí tình cảm hay cái gì đó, thì sau chương trình mình có thể đi ăn hay là tìm hiểu nhau nhiều hơn. Chúng tôi chỉ căn cứ vào bằng chứng. Em nói em không có gì. Anh hiểu không? Anh cứ nói. Nếu mà thực sự em không có cảm tình với những người trong đây, em có cảm tình với anh thì em phải nói là em không chọn. Phong không có cảm giác với Ngân như Phong từng nói. Anh nghĩ chắc chắn anh còn nhiều điều để nói với em. Em cũng nghĩ vậy. Anh Hùng muốn giấu mà cũng kiểu rất là bí ẩn. Em đáng là người bí ẩn không? Mỗi hôm mỗi kiểu. Dạ, ngày nay con mới học lần đầu nè chú. Bây giờ còn một cái phần đứng nước nữa. Mình cố gắng đứng nước làm sao được trong 3 giây mà không uống nước là đạt kết quả. Dạ, để con cố gắng. Nếu mà các bạn không dạy được bơi chơi ngon á, thì là trưa nay ba bạn sẽ phải ăn gì gói. Nhà trưa nay chúng ta ăn gì là phụ thuộc vào em đó nha. Ra mình là một người rất sợ nước. Bởi vì từ nhỏ mình có gần giống như chết đuối một lần, cho nên mình rất là sợ nước. Và mình không biết bơi, mình cũng không dám bơi. Thực sự cái thử thách này rất khó khăn với mình, bởi vì bản thân mình cũng không biết bơi. Nói đúng nghĩa hơn thì bạn Phong phải một mình canh hai người là mình và Ngân. Và bây giờ thử thách của chúng ta sẽ được phép bắt đầu. Với việc không biết bơi thì người mà Quỳnh Ngân tin tưởng và trông cậy lúc này không ai khác chính là Thanh Phong. Và sự gần gũi lần này càng khiến Quỳnh Ngân có nhiều thiện cảm với Thanh Phong hơn. Bơi sải thì em sẽ đắp chân, đạp chân đó, đúng rồi. Hả? Ừ. Không phải, không ai là mình. Lúc mà Phong nắm tay mình đi trên thành hồ thì mình có cảm giác lãng mạn giống như là phim ngôn tình. Cũng thích, cảm thấy vui. Chân tới đây chưa? Đạp hai cái chân cho nó lanh lanh chút, hai cái tay cho nó nhịp theo luôn. Chân đạp đi cùng. Hai cái tay mình cũng quẹt liên tục. Bốn thành đã đẩy. Một, hai, ba đẩy thành. Đó, đúng hai tay. Đúng rồi. Thời gian được 3.33 giây. Vậy là đạt không chú? Đạt. Oh yeah. Yeah. Vậy được ăn cơm rồi. Rồi, bây giờ em phải vượt qua kỷ lục của em nữa là phải 5 giây. Thôi được rồi. Anh hỏi em có đã được rồi. Nói biết bơi là hơi quá, bạn ấy có thể đứng nước được 1 giây, 2 giây thôi là cảm thấy vui mừng rồi. Và đã dạy cho một cái người mà mình thích á, thì mình cảm thấy là càng vui hơn nữa. Sảng khoái và thư thái là những cảm giác tuyệt vời khi được tắm mình trong hồ bơi xanh mát tại Villa Del Sol. Và sau khoảng thời gian vận động, vui chơi dưới nước, chúng ta còn có thể vừa tận hưởng khí trời, vừa thưởng thức những đồ ăn, thức uống thơm ngon tại nhà hàng sang trọng nơi đây.
Chào mọi người. Cảm ơn bạn Ngân hôm nay đã cố gắng để chúng ta không phải ăn mì gói. Đây, Lan Tỏa. Ngân, bé này, em có miếng nước nào không Ngân? Nồi quán này biết bơi chưa? Chưa rồi đúng không? Phơi bao. Bê cái phao. Mấy nãy em nói em té giếng là nhỏ có té giếng đẹp vậy. Hồi nhỏ em bị té xong đậu hồ. Nước nó vô. Em té xong anh không phải té giếng. Hồi té xong là sao? Đang đi trên xuồng té hả? Không phải, em chạy xe đạp em. Sao đi sao té được? Chạy nhanh quá, chạy đuôi người ta. Cùng ba xuống cặp luôn. Cũng ghê. Lúc đó đi thẳng luôn, không thắng kịp. Rồi lúc đó thì em sợ nước luôn hả? Rồi em không dám bơi luôn hả? Dạ, với lại thấy nước em sợ. Từ khi mà em té xong là em bị chậm hơn nhiệt đúng không? Để giờ người ta hay nói á, những người mà ngơ hồi nhỏ mày có bị té giếng không đó, đại khái tao có hỏi gì đó. Em nói em té xong chứ em không nói bị té giếng. Mà anh nói cho em nghe, cái nguyên tắc á là một lần té xong á bằng 4 lần té giếng. Em chưa nghe cái nguyên tắc đó. Không, chưa nghe nguyên tắc đó. Có nghe cái câu trước rồi. Nguyên tắc nó chắc chừng chừng á. Hôm nay em đi với con bé này. Okay. Luôn. Ok, I'm fine. Chửi nhau nó xúc động phải thành chửi nguyên mũi luôn. Nó lộn quá. Bởi vậy em thấy nỗi khổ của anh chưa? Không, anh đi chung em nào. Thấy mà nói anh không được chung. Không. Anh thấy nhờ em nói chuyện nhiều hơn. Thì tính chân thì mình thấy khá là vui vẻ. Thì từ ngày hôm qua có một suy nghĩ là tại sao mọi người ở đây đều thoải mái với nhau. Thì mình nghĩ tại sao mình lại không làm như vậy. Mình có thể thay đổi tính cách của mình. Những người trái dấu luôn bù trừ cho nhau. Và sự lạnh lùng của Hùng giờ đây đã bị sự hoạt bát và đáng yêu của Minh Trân phá bỏ. Họ chắc hẳn sẽ là một cặp đôi rất dễ thương. Tuy nhiên có đôi lúc vẫn khắc khẩu nhau như thế này. Em nghĩ đây là người yêu của Hoàng. Trời ơi, đợi sâu sắc đẹp băm vậy nè. Rồi muốn sao đây? Muốn cái gì nữa đây? Đi lộn em ngoài vậy? Em á, em kiếm chuyện rồi. Rất là đẹp. Cho anh năng lượng rồi. Hùng ơi, sao thế này đi. Ok. Để đấy, gạt nha. Không cần phải xúc đâu, để xúc đâu. Em chỉ gạt như thế. Quên. Anh nghe tao nói không? Không có tao, không có tao. Đạp em. Dạ, yếu. Ủa, ông này. Đạp em. Trời, là như tôi là cái... Không, kiểu như là hai người này. Để dính giữa đi, gây lộn á. Ở một diễn biến khác, bộ ba nhóm Duy, Phong và Ngân đã có những trải nghiệm cắt cỏ bằng máy không thật sự may mắn cho lắm. Thực chất là khi mà thấy cô Liên làm á, nó rất là dễ, nhìn vô là mình tưởng là mình làm được liền luôn. Nhưng mà đúng thật sự là làm không được. Nhìn thì tưởng là dễ nhưng mà thật ra rất là khó. Lần đầu tiên là anh Phong nhìn cắt không được thì em nghĩ là dễ lắm mà tại anh làm không được. Nhưng mà sau đó mới thấy thật ra là rất là khó luôn. Thì ra là cô này đang có một cái sự gì đó là chê bai em trong lần đầu tiên. Em có một cái điểm trừ anh hiểu không? Hơi buồn cười xíu à. Hơi buồn cười ý là anh đẩy tới vậy phải không em? Không, anh nhìn đi, kết quả nó là như vậy cho nên là em hơi buồn cười xíu thôi. Ủa là ở trên thôi á cô? Là ở trên thôi. Tại vì anh muốn khắc tên anh trên đó. Cái gì, cái bãi cỏ của người ta khắc tên em? Thật ra là mình làm chưa quen thôi. Nhưng mà mình rất là thích những cái gì mà mình không thể làm được. Và nhất định mình sẽ làm được. Trong lúc làm việc với Quỳnh Ngân, Nam Duy có vẻ không tránh khỏi được sự tò mò của chính mình với hộp kem và lá thư bí ẩn mà Quỳnh Ngân nhận được hồi trưa. Nãy thấy kem là cái gì vậy? Có một người tự nhiên tặng em với anh Phong mà ghi là ký tên là người bí ẩn. Em không biết người bí ẩn là ai á. Tặng cho em hay là tặng cho Phong? Tặng cho cả hai á. Vậy hả? Dạ. Em cũng biết tại sao lại tặng kem mà tặng cho cả hai. Hay là ngưỡng mộ hai đứa? Ai vậy anh? Cái gì? Thôi tôi ngủ nha, tôi không biết chuyện gì đâu nha. Đừng nói thừa tôi à. Vậy anh nghĩ là ai? Tặng kem hả? Mà em có nói em thích kem không? Không, tao lo anh thử rồi. Chứ em không có. Rồi Phong có thích ăn kem không? Hình như anh thích. Mà chữ viết đẹp không? Chắc có lẽ đẹp hơn em. Thì một hồi á. Tối á, nếu mà mình muốn tìm ra ai là người đó đó. Cái xong mình giả bộ mình chơi cái gì đó. Xong mình cho các bạn đều viết chữ hết. Hiểu không? Hiểu. Các bạn đều viết chữ hết là mình sẽ Tìm ra được. Vậy là anh cả Nam Duy dự định sau khi mọi người kết thúc công việc sẽ tập hợp các thành viên để lật tẩy người bí ẩn. Trong cái công việc rồi để mình nhìn nhận ra là có thể là cặp hợp nhau thì bạn nam cao này với bạn nữ bên này
Thần là không là có đó. Con gà này không là có. Mới đầu nghĩ cũng ủa cái gì kỳ, hợp gì mà kỳ với cái lộn hoài. Nhưng mà suy nghĩ lại cũng thấy mắc cười, rất là ấn tượng. Em thương anh lắm, em thương anh lắm. Anh đừng có uống rượu. Anh uống rượu là anh bị say rượu ấy anh à. Thà tao bị đâm xe. Này, không quen nhau. Ơi, mình xong chưa? Mình đồ chạy xe đạp. Không rồi, đi xe đạp đi. Không, làm sai có thể chạy trở một mình em. Nó đi xe đạp đi. Không. Cái gì vậy? Cực ha. Có con gái leo cây okay nè. Ủa tụi em cũng leo mà. Có làm gì thú vị vậy? Cưa cây em ơi. Cố lên này Ngân ơi. Em cưa cây đổ rồi mà sao em, anh vẫn chưa đổ em. Trời. Sau một ngày làm việc cực lực và vất vả, cuối cùng các thành viên của ngôi nhà chung đã được bù đắp bằng một bữa ăn vô cùng thịnh soạn và ngon miệng. Và cũng sau bữa ăn đó, người bí ẩn đã đi trước Nam Duy một bước. Hồi trước về mọi người nói về cái chuyện hồi trưa, cái vụ hai cây kem. Cái lá nó làm gì hay ai ghi? Anh ghi hả? Dường như Phong đã nắm được kế hoạch lật tẩy lá thư của Nam Duy, và sai lầm lớn nhất của Nam Duy đó chính là... Ê, tối nay em biết sao không? Vậy nè, mình kiếm một cái trò chơi hay là một cái gì đó để cho mọi người đều ghi chữ ra hết, hiểu không? Ghi chữ ra sao? Mọi người đều viết cái chữ của mọi người ra. Xong sau đó là coi được cái bức mà gửi tặng cho Phong với lại... Ok. Hiểu không? Tại vì em đó giờ nha, em ghét nhất là kêu mà tặng mà không có lợi mặt mà tặng á. Cái kiểu mà qua người này qua người kia á. Không, anh ghi ở trong cái giấy là anh tặng em với cả mấy người. Đúng em, rồi. Em không thích cái đấy. Không, không phải là không thích, nhưng mà là ví dụ anh tặng cho mấy Ngân là chỉ anh với mấy Ngân thôi. Nên là khi em xuống là em cảm thấy như là ủa tại sao đây là mối tình của mình mà tại sao có ai vô nữa. Thế là tạo drama. Đó. Anh hiểu không? Nhưng mà mẹ Ngân bây giờ biết chưa? Không, nói chung là không biết. Thôi bây giờ tùy cơ ứng biến. Ví dụ anh nói sao thì em lật lại vậy đó. Anh hiểu không? Anh cứ nói. Ok. Vậy là vô tình Trung Anh lại bị cuốn sâu vào kế hoạch của Phong trong việc tự khẳng định mình với Ngân là một cặp xứng đôi. Cuộc đấu trí trong nội bộ nhà chung sẽ diễn ra như thế nào? Yeah! Đầu tiên là muốn giải quyết cái thắc mắc của anh cũng như là của bạn Phong và bạn Ngân. Không biết là người bí mật nào tặng kem cho bạn Phong và bạn Ngân? Ủa là tự nhiên hồi trưa tặng hai người hai cái kem nữa. Đúng rồi, và ghi là người bí ẩn. Ghi là người bí ẩn nữa. Có khi nào hai người tự tử nhau không ta? Cái gì? Hai người rảnh quá, hai người tự tử tặng nhau. Không, anh lúc đó anh đi xuống thì bé Ngân mới cầm kem từ trên đi xuống. Nhưng mà hồi sáng là người bí ẩn nó mua đúng kem không? Đúng kem em. Khoan nha, cho em hỏi nha. Thí dụ thích anh tại sao mua hai cây cho chị Ngân với anh luôn? Thì đó, bởi vì cái lý do đó anh mới là không biết. Thí dụ là người đó con trai hay gái. Hay là hai người tặng cho hai người. Hay là người ta muốn kết nối anh với chị Ngân lại nên tặng hai người. Bởi vì anh nói là rất nhiều lý do nên là anh không biết để là mà suy nghĩ ai. Thà thí dụ ghi là chúc anh và Ngân gì đó. Có ghi gì không? Không. Không ghi gì hết. Chỉ ghi Ngân trái tim Phong và ký tên người bí ẩn. Buổi trưa mọi người làm gì? Buổi trưa anh ngủ nha, anh vô can trong câu chuyện này. Em chỉ ngủ nằm ngủ nè. Em ngủ bất chấp luôn, em ngủ. Rồi vậy chỉ còn hai nhân vật. Buổi trưa anh làm gì? Giờ em thấy không có anh Trung Anh. Buổi trưa ăn bữa trưa. Không có Trung Anh. Và em cũng không để ý là có Hùng hay không, em vẫn không để ý. Buổi trưa em ngủ ngoài không gì? Cái gì? Buổi trưa em sao em ngủ bên... Anh ngủ thì anh đâu có biết là tụi em có ngủ hay không. Trong lúc mà anh ngủ thì mọi người làm gì anh đâu có biết. Chị Long này hả? Em ngủ ở ghế sofa. Vậy chứ ai tặng ma tặng hay gì? Tại sao lại mua kem? Mà em nghĩ có một cái đặc biệt nên sao lại biết cái kem anh thích? Anh nghĩ là người ta chỉ vô tình thôi, em hiểu không? Đó là cái kem mà kêu em cho anh ăn. Tại vì thật chất là em... Mình đang ngủ. Mình đang ngủ mình không biết trời trăng mây đất gì hết. Vậy hả? Không ra. Tao cũng ngu nữa. Không ra luôn. Vậy là lúc anh ăn kem là em đang còn ngủ á. Cũng ngon. Tại vì thực chất anh biết không, em rất là sợ mắc nợ người ta. Đó nên là khi ăn của người ta một cái gì đó thì em phải cần biết lý do. Đó nên là em không biết lý do nên em không ăn. Em ăn thậm chí là em ăn một cục cho vui rồi sao em bỏ hết cả ba cục. Là nếu mà không cho anh em cũng bỏ đó đúng không? Dạ. Tại vì em bỏ vô trong miệng anh đỡ họ bỏ thùng rác đúng không? Cái miệng cũng như cái mồm đó anh.
Mọi người có nghĩ người không có mặt ở đây không? Không mặt ở đây sao tặng? Không được đâu. Có thể nhờ đến người khác. Chân đâu có. Hồi nãy anh nói gì đó, hồi nãy ai nói là có một người lạ gì đó, ai tặng gì đó. Thì tại vì mấy hôm nay em cũng tiếp xúc với mấy cái chị mà phục vụ kiểu người ta cũng hỏi là em có hẹn hò với ai chưa, thì em nói là em có hẹn hò với Ngân. Thì em nghĩ là chắc người ta cũng thích mà người ta mua cho em với Ngân, thì em nghĩ là như vậy thôi. Vậy chắc vậy đi, xin lỗi. Vậy cảm ơn. Ok, vô vậy, vô. Cảm ơn đó. Vô. Mình vô một cái để cảm ơn người bí ẩn đó. Rồi. Em lại không suy nghĩ như vậy. Hồi trưa anh cũng nói về cái vấn đề rất hay là cái tờ giấy đó đâu rồi. Ví dụ mình viết là cái chữ đó để coi coi chữ của ai. Và bây giờ là mình viết ra đúng không? Ok, viết thì viết thôi. Ok. Mình... Ok, viết nha. Tôi viết đây. Người đang cười thầm trong bụng lúc này chắc chắn là Phong, khi việc viết thư giờ đây đã trở nên vô nghĩa và dòng chữ Ngân trái tim Phong cứ thế định hình trong tâm trí mỗi người. Có lẽ Phong đã đạt được mục đích của mình. Chữ này chữ ngái chắc luôn á. Thấy đâu tôi nói chữ nữa kìa. Ê, đừng có so, đừng nói chữ em nha. Đúng. Khủng mang cái gì vậy? Chúng tôi không cần biết, chúng tôi chỉ căn cứ vào bằng chứng. Em nói em không có giết. Thật á? Lên phường giải thích. Em không có giết, anh cũng... đừng có nói vậy. Đây, kính thưa quý vị và các Soi bạn đi. Giống thiệt á. Nói nghe nè, nếu mà có thích thì nói thẳng là thích anh, chứ cần gì phải nói như vậy, làm như vậy đúng không? Ủa? Em đâu phải là thấy người người như vậy. Anh đâu biết. Bây giờ bằng chứng nó nói như vậy. Không có, cái chuyện này sao mà giống. Đúng rồi, sao mà giống được. Anh thấy giống á. Nếu như mà em giết thì em tại sao em lại có miếng giấy như thế này đúng không? Miếng giấy thế này chỉ có ở trong cái một gì? Cái cuốn nhỏ nhỏ. Một cái gông cuốn nhỏ, mà ở đây em không hề có cái cuốn. Thôi bây giờ. Nhưng mà nè, bây giờ em bực giống như là mọi thứ là ủa tại sao không dám lại? Mà tự nhiên là tặng cho em mới ngơn. Rồi, cái chuyện nó vô lý. Thì bây giờ em có chút ra hết chưa? Chưa. Chưa thì em muốn làm gì? Em vẫn đang kiếm. Kiếm ra. Vậy thì ngày mai nhớ lấy cái bản này ha. Rồi đi ký hết toàn bộ anh em resort ekip tờ A3C gì đó em nhớ. Dạ em sẽ giải quyết câu chuyện đó của em. Ok, cảm ơn. Thôi em nghĩ là anh á. Cái ông này nè, ông mượn cái anh cho phục vụ nè. Anh lấy mục đích gì? Không, em không biết. Bây giờ anh thích em hay là anh mến em này nọ, tất cả mọi thứ anh hiểu không? Đó là chuyện của anh. Em nghĩ sao về tình yêu đồng tính? Không, em không nghĩ nha. Cái đó hỏi chị Hương Giang. Chị Hương Giang trả lời cho anh nghe. Rồi, chị con khủng long. Tao gặp này tối là tôi cũng làm mơ gặp nó. Trời ơi. Vậy nãy chớp mắt phải quá trời luôn á. Nó cười thấy ghét, cái giờ muốn đập nó ghê. Không, kiểu mình chơi mình cũng phải bị nó cạp chứ ha. Không cạp thì cũng kỳ. Hôn môi. Ôm nó cút nữa, hôn môi 10 giây. Hôn môi 10 giây. Thôi vậy em uống nha. Không có, quỳnh là cô uống. Nói nghe nè, không em nghỉ chơi tới giờ rồi nè. Phun, anh Phong kìa. Hôn anh Trung Anh. Trung Anh là, và Phong là hai lựa chọn. Hôn anh Trung Anh á. Kìa. Không, chào anh này, chào anh này. Hồi tối thì có ngủ là trước khi ngủ thì cũng nghĩ là ngày mai mình sẽ phải tiếp xúc với một người nào đó. Trong hai người đó là anh Phong và anh Hùng. Thì hôm nay mình tiếp xúc với anh Hùng nên cái người mà mình muốn lựa chọn cũng là anh Hùng. Cái đồ hôn đậu đời của em đó. Cái đồ hôn đậu đời của em đó. Quá hôn em. Nụ hôn định mệnh, nụ hôn đầu tiên, đúng rồi. Nụ hôn đầu tiên của đám hôn ngày hôm nay. Và cũng là đầu tiên của em luôn đó. Đây là nụ hôn đầu tiên của Nguyên và cũng là nụ hôn đầu tiên của Hùng. Và cũng là nụ hôn đầu tiên của Love House phiên bản đặc biệt Đảo Tình Yêu. Trời ơi, em được phép nè. Để vậy đúng không? Anh đừng có vậy, vậy sao thấy? Nè, làm tao làm cho coi nè. Anh về. Tức quá mà. Trời ơi, gan quá. Anh lên bé bỏ chạy á. Bé đang có một cảm giác lưng lưng. Rồi, thắt xuống. Nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận. Từ từ. Cái cảm giác mà khi mình phải hôn môi một bạn gái thì mình rất là run. Mình không biết mọi người như thế nào nhưng mà riêng về mình thì mình thấy cảm giác đó nó khá là đặc biệt, kèm theo sự lo lắng. Thật sự bản thân mình vẫn chưa thấy có thể tương tác mà mình cảm nhận được một cái tín hiệu tốt, kiểu vẫn chưa có gì đặc biệt hết.
sau nụ hôn đầy ngưỡng ngùng của cả hai, Hùng và Quyên một lần nữa lại tạo ra cho mình những khoảnh khắc không thể bối rối hơn trong trò chơi bịt mắt tỏ tình với bàn tay mà mình cảm mến. Bây giờ cảm nhận đúng không? Nghĩa là bàn tay của anh Hùng. Rồi, rồi em mới nói lời tỏ tình với Hùng. Đây cũng không phải là một cái lời tỏ tình gì mà quá sâu sắc, nhưng mà em muốn anh cảm thấy thoải mái hơn. Tại vì cảm xúc có thể chỉ có một lần, nên tiếp xúc với nhiều bạn nữ chứ đừng nên kiểu rụt rè quá. Ok, ok. Và bàn tay này không phải. Không, nhưng mà em đã chọn rồi. Không, nhưng mà số 2 không phải bàn tay này. Ok, anh cảm ơn em. Không bạn ạ. Em biết mà. Em cứ thoải mái. Sao? Em cảm thấy bàn tay lúc nãy em nắm phải của anh Hùng. Nhưng mà em vẫn muốn gửi cái lời đó cho anh, cảm thấy thoải mái, anh đừng có kiểu như áp lực. Vì em nghĩ nếu mà kiểu như bây giờ mình cũng có thể bắt đầu có tí tình cảm hay cái gì đó, thì sau chương trình mình có thể đi ăn hay là tìm hiểu nhau nhiều hơn. Ok. Anh Hùng có vẻ có một cái gì đó ở sau anh Hùng mà anh Hùng muốn giấu, mà cũng kiểu rất là bí ẩn. Cảm xúc của anh Hùng đôi khi không thể kiềm chế được bản thân mình. Đôi lúc thì không thể giải tỏa cái mình cần nói và cái mình cần muốn. Không biết vô tình hay hữu ý mà cả hai cô gái còn lại là Minh Trân và Quỳnh Ngân cũng chọn bàn tay Hùng làm nơi gửi gắm tình cảm. Em không biết anh là ai, nhưng mà bàn tay này cho em một cảm giác rất là đặc biệt. Kiểu như nó rất là lớn. Kiểu như khi mà mình nắm tay nó có thể bảo vệ mình vậy. Rất là đặc biệt. Tay anh có hơi bị chai. Chắc là vận động nhiều. Ủa? Có gì nào cũng hụn trời. Dù anh là ai nhưng mà em thích cái bàn tay của anh. Rất là ấm áp. Cảm nhận được bàn tay đó của anh Hùng thì mình cũng khá là bất ngờ. Nhưng mà lỡ đoán rồi, lỡ thích bàn tay đó rồi thì thôi, hai anh em cũng vui vẻ với nhau. Chắc ngày mai là sẽ bớt kê lại tí xíu. Còn chị Ngân đoán bàn tay đó của anh Hùng thì kiểu em cũng có thấy chị có thích anh Hùng, cho nên là em cũng không sao cả. Tại vì cái chuyện đó cũng là bình thường thôi, không quyết định được điều gì. Với Minh Trân, quyết định chọn Hùng của Ngân là bình thường, nhưng với người khác thì... Còn một bàn tay mà Ngân vẫn chưa cầm. Ngân có đoán được bàn tay đó của ai không? Tại sao Ngân lại đoán là Phong? Tại vì bàn tay anh Phong thì mềm mại. Ngân đã chạm vào bàn tay đó khi nào mà Ngân biết bàn tay mềm mại? Ở hồ bơi. Nhưng mới nãy Ngân vẫn biết không có bàn tay của Phong trong đó đúng không? Tại anh hỏi cho nên em mới nói trả lời vậy. Đúng. Không, ý là bạn có cảm nhận với cái bàn tay nào? Nếu mà thực sự em không có cảm tình với những người trong đây, em có cảm tình với anh thì em phải nói là em không chọn. Không, vậy nè. Em biết. Không. Em không biết. Ngân vẫn biết không có bàn tay của Phong trong đó đúng không? Vậy Ngân vẫn biết cái cảm giác khi nắm tay Phong, nó khác với cảm giác nãy giờ Ngân đang nắm qua tất cả mọi người. Không tin vào mắt mình là khi là bạn lại chọn Hùng. Thực chất là Phong đứng là thực sự là Phong cũng ngơ ngác. Phong nghĩ là Ngân sẽ nói lên một cái là ủa sao bốn người này không phải là tay của Phong? Tay của Phong nhỏ lắm, tay của Phong mềm mại lắm, chứ không phải mà khô cứng chai sạn như bốn bạn này đâu. Thực chất là muốn nghe những cái lời đó. Rồi sau đó bạn muốn chọn ai, đó là quyết định của bạn và Phong rất là tôn trọng. Nếu mà bạn nói được những cái câu đó thôi, Phong cảm giác như là ok, bạn đã có tôi trong bạn. Nhưng mà thực chất là hôm nay bạn đã làm cho tôi hơi buồn. Thực chất là cái điều mà em không muốn lên đó là điều em làm, em sắp xếp.
Tại vì em nghĩ là khi một người mà có cảm nhận với mình á thì phải biết là bàn tay của người nào. Nhưng mà em muốn là cái việc mà anh Trung Anh phải lên hai lần để cho nó có một cái gì đó phân biệt giữa bàn tay của em và bàn tay của anh Trung Anh, hay là bàn tay khác nào đó. Căng quá. Cái gì hả? Mọi thứ đó là cảm xúc và mình tôn trọng nó trong từng thời điểm. Theo mình cảm giác nha, nếu như Phong là một người thật sự thích Ngân thì sẽ không có những cái chi tiết ở tại hồ bơi làm cho mình cảm thấy thả tay ra, bắt đầu là hai cái chân mình đạp, hai cái tay mình quẹt ở dưới cho dưới chứ đừng có quẹt trên mặt nước. Và trong cái thử thách đó, và mình biết rằng người đó trước giờ chưa bao giờ biết bơi, chưa bao giờ có thể tự bơi một cách như vậy, thì nếu như là một người mà thật sự thích, thật sự quan tâm thì sẽ không có những hành động bỏ lơ như vậy. Được, chúng ta ai còn muốn nói điều gì nữa? Em không muốn nói gì hết, em buồn ngủ. Rồi ok, chúng ta có thể về ngủ sớm. Mai 6 giờ rưỡi chúng ta có thể dậy và tiếp tục những thử thách của chương trình. Hóa ra quyết định bất ngờ của Ngân không chỉ làm Phong thất vọng, mà nó còn khiến Hùng cảm thấy dây dứt trong từng suy nghĩ. Để rồi giữa đêm, một cuộc gặp bí mật đã được thực hiện. Sao hôm nay thế nào? Đi làm mệt không? Nói chung là hôm nay những công việc mà bên làm thì khá là mệt, nhưng mà cũng có nhiều cái hay. Hồi chiều anh có thấy team em đứng nghe thấy em chơi lên cây. Đúng rồi, em cưa cây. Thấy trèo lên bên dưới chỉ mình sợ té thôi. Sợ té? Cưa cây. Cưa cây chứ không có cưa ảnh. Cưa cây chứ không có cưa ảnh. Em có vẻ tự nhiên nói hơn mọi kỳ, mọi hôm, hòa đồng hơn mọi kỳ. Có khi nào gặp anh đỡ nhạt hơn? Sau ngày hôm qua thì anh thấy khác. Em cũng có để ý anh từ đầu á, nhưng mà tại vì mọi người hỏi là em ấn tượng với ai nhất, chứ đâu không hỏi là người thứ hai em ấn tượng là ai, đúng không? Nhìn thấy anh như thế nào? Như hồi chiều em nói ở trong hồ bơi hả? Em nói anh gì? Anh đạp một cái nha. Thì em đang hỏi anh có gì về em. Khen anh đẹp, Hùng đẹp, đẹp trai, manly, được chưa? Vậy là cái đấy là công thật rồi. Chắc chắn là không. Đẹp tự nhiên mà. Em muốn chủ động nói chuyện với anh một xíu. Ngày đầu tiên em cũng không có tiếp xúc với anh. Ngày thứ hai em cũng không có tiếp xúc với anh. Hôm nay là ngày thứ ba em mới có nói chuyện nhiều với anh. Thì cơ hội. Cho nên là em nghĩ là anh là người sao ta, lạnh lùng ít nói rồi, cho nên em nghĩ em chủ động một xíu thì anh có thể là anh biết được là em có để ý tới anh hay không. Thì anh cũng từ ngày đầu cho đến hôm nay thì mỗi lần ví dụ có chuyện gì là anh đều nhìn sang chỗ em ấy, xem có nhìn thấy hay không. Em lén nhìn anh cũng thấy nè. Tại vì anh làm một cái gì đấy thì anh đều nhìn xung quanh. Em nghĩ là em nhìn anh sẽ không thấy, tại vì bình thường á em ít thể hiện cái cảm xúc của em ra ngoài lắm. Em chỉ nhìn sơ người nào đó, ánh mắt của em không có dừng chăm chăm gì như anh gì đâu, em không có gì đâu. Đúng rồi. Em chỉ nhìn ra gì nè, em mỉm cười cái tự nhiên nhìn chỗ khác. Đúng vậy đó. Nhiều anh để ý. Có thể. Thì anh thấy đâu đấy khá là bất ngờ. Khá là happy. Ok. Happy là được rồi. Anh nghĩ chắc chắn anh còn nhiều điều để nói với em. Em cũng nghĩ vậy. Có thể là trong ngày mai. Hy vọng là vậy. Mong ngày mai nó sẽ là điều anh bắt đầu. Ok. Chiều cao anh xứng đôi quá. Em đáng là người bí ẩn không? Mỗi hôm mỗi kiểu. Cái nắm tay bất ngờ của Hùng và Ngân như ngầm khẳng định họ đã thuộc về nhau. Dẫu biết là vậy, nhưng Minh Trân vẫn dành tình cảm đặc biệt cho Hùng, còn Phong thì đã chọn cách rút lui. Và với Thảo Quyên, nụ hôn đầu đời trao cho Hùng không mang lại nhiều cảm xúc. Cô cho rằng đằng sau Hùng còn nhiều điều bí mật bị che đậy. Cảm xúc của họ sẽ ra sao? Hãy cùng theo dõi ở tuần sau.